Bản quyền phim Full Hạ Tầng tại Việt Nam thuộc Công ty Cổ phần Truyền thông Hòa Thủ. Từng có một người, nàng ấy là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng. Đó là khi ta vừa đến nơi này. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra với người đó? Nàng ấy phát hiện ra ta là ai và đã bỏ trốn. Ta hoàn toàn không có ý định lấy đi mạng sống của nàng ấy. Nhưng khi ta biết nàng ấy đã sinh cho ta một đứa con, ta đã giết nàng ấy. Có truyền thuyết nói rằng đứa con của ta là người duy nhất có thể giết được ta. Vậy thì người con đó... ta vẫn chưa tìm ra. Chắc hẳn nó đã chết rồi. Nhưng ta lại biết là 100 năm sau sẽ có một người có khả năng giết ta, và kẻ đó có trong bản ghi chép của Thế tử Trung Hiên. Ta bắt đầu tò mò là ai mà lại giết được ta. Có khi nào đứa trẻ đó vẫn còn sống? Có khi nào nó đã có con cháu rồi không? Chính vì vậy mà ta đã săn lùng và tiêu diệt hết những người có dòng máu đó. Nói vậy là ngài đã uống máu của tất cả họ sao? Đúng vậy. Thật là tiếc nếu như ta lãng phí bữa ăn của mình. Vậy nên bây giờ ta sẽ uống máu của ngươi. Giang Xuân không phải là mật cách để tiêu diệt tên quỷ. Hân Dông à, chúng ta hãy đi cùng nhau. Hân Dông à, Hân Dông à, chúng ta cùng đi thôi. Hân Dông à. Hân Dông à. Đại nhân ơi, chờ đã. Tôi nghĩ là chúng ta nên dùng cô ta để dẫn dụ và bắt Kim Song Vân. Chẳng phải là người mang cô ta đến đây để ta hút máu cô ta sao? Khi mà tiểu nữ đi theo hầu ngài thì tiểu nữ đã rất ngưỡng mộ cuộc sống của một quỷ hút máu. Ngài có thể hút máu của tiểu nữ đi, để tiểu nữ làm một con quỷ hút máu. Như vậy thì tiểu nữ sẽ luôn được đi theo hầu ngài. Nếu như ngươi quyết tâm biến thành một quỷ hút máu giống như ta, thì ngươi sẽ không được phép hút máu trong vòng 12 giờ đầu tiên. Nhưng hầu hết mọi người đều không chịu được. Nhưng mà ngươi có thấy Nô Hắc Dông đã gặp chuyện gì chứ? Hắn từng là một trung thần, nhưng mà khi biến thành quỷ hút máu, hắn thậm chí không thể nhận ra tổ phụ của mình.
Đại nhân à, mau tránh ra, ta không thể cưỡng lại mùi của cô ta lâu hơn được nữa đâu. Từng bị quỷ hút máu cắn sao? Nhưng ngươi lại không bị biến thành quỷ hút máu. Lẽ nào trong ngươi có dòng máu của quỷ hút máu? Mau lên. Mau lên. Xin hoàng thượng hãy giết thần đi. Con quỷ đó, xin bệ hạ hãy đợi ngoài này. Kim Song Dên, cô ta chính là mật cách để tiêu diệt ta, có phải không? Cô mau tránh ra đi. Vậy ra là ngươi cũng thông đồng với hắn để tiêu diệt ta đó sao?
Đây là chuyện giữa ta và ngươi. Hãy để cô ấy đi đi. Giờ thì không được rồi. Ta đã biết cô ta thuộc dòng dõi mẫu hệ. Ta chỉ cần động một ngón tay là sẽ kích liễu tính mạng của cô ta. Sao hả? Chứng kiến người mình yêu thương đổ máu, ngươi có cảm giác thế nào đây?